Chào mừng các bạn đến với Chloe's Entertainment Channel. Hôm nay mình sẽ review hai cái chiếc xe. Đây xe đua nha các bạn. Nhìn gần hơn nha. Hôm nay là chơi lớn nha, mua hai chiếc luôn. Để chút Chloe đua với lại dì của Chloe. Đó, phải chơi hai chiếc đua mới vui. Đây. Rồi, bây giờ sẽ cho các bạn coi chiếc màu đỏ trước. Để chiếc màu xanh qua một bên nha. Đây. Đây là chiếc xe đua Foggy Thunder Car, tức là dịch ra là xe siêu xe đua sấm sét rồi phun sương. Tại sao lại gọi là như vậy? Thì chút nữa các bạn sẽ biết. Rồi. Đây để coi made in China nha các bạn. Ok. Giá của sản phẩm này là 599.000, là coi như 600.000 á. Rồi. Ở đây. Xe này đây, phun sương là nó phun cái đầu, tức là không phải là phun sương mà giống như phun khói á, giống như cái xe đua mà chạy mà có cái khói nó bay ra ngoài sau á. Rồi, chế độ đèn nha, 5 chế độ Highlight Mode nè, 5 chế độ đèn. Như thế nào là 5 chế độ đèn chút nó sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra mình coi thử ha, coi trong cái chiếc xe. Này là xe điều khiển nha các bạn. Đây cái remote. Đây là chiếc xe, đây coi trong đây gồm có gì. Thì cái này là tháo ra chơi rồi, Clean nó tháo ra chơi rồi. Cũng mới có một lần, hai lần nè. What? Rồi, coi trong đây gồm có gì đây. Cái đầu điều khiển này thì sẽ có hai cục pin. Đây. Rồi mình gắn vào mấy cái này thì dễ nha các bạn. Các bạn biết hết rồi. Pin này là pin mình phải thay. Nó lộn nữa chứ, khổ ghê. Đó, thì mình thay ha. Rồi, gắn con ốc lại. Mấy cái này dễ, không có gì khó khăn hết. Mua hai chiếc, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ. Các bạn có thể dễ dàng tìm mua hai cái sản phẩm này tại các cửa hàng của My Kingdom nha. Rồi, xong. Đây. Đẹp chưa, có đèn á. Đây tắt nè. Đó, mở lên nè. Đó, có đèn. Rồi, chỉ có nút này duy nhất thôi, không có gì khác hết á. Dễ chơi lắm. Rồi mình để đây nha. Rồi trong mỗi chiếc xe sẽ có một cái dây sạc. Đây là cái dây sạc. Dây sạc này là sạc pin của cái chiếc xe. Đây. Đây phía sau đây. Đó, mở đây. Mình cũng phải lấy cái con ốc, cái lộn tui giúp mình mở con ốc kìa. Rồi pin ở trong đây là pin sạc ha. Tức là mình chơi hết pin thì mình tháo nó ra mình sạc. Đây. Mình bóp ở đây nè. Đó, rồi rút nó ra. Rồi, cái mình gắm vô đây. Đây cái đầu này. Cục dây này có hai đầu. Một cái đầu này là để cắm vô cái ổ cắm điện mà có cái đầu USB này để mình cắm vô mình sạc. Còn cái đầu còn lại thì đó, đây nó có hai cái chấm nè. Đây nó có lỗ nè, nhét vô. Đó. Ok. Rồi, kêu cái bụp là coi như là gắn vô nha. Đây gắn. Lộng cộng dễ sợ luôn. Đây đây. Ý. Từ từ nha. Đúng đó, kêu cái bụp là xong nha các bạn. Rồi. Rồi xong rồi cái đầu còn lại thì mấy bạn biết rồi, xong rồi mình sạc thôi. Rồi ở đây phun sạc sẵn rồi. Cho nên mình rút ra, mình bóp ở đây nè. Rồi mình rút ra. Rồi. Rồi dẹp cái cọng dây sạc này qua bên luôn. Rồi gắn vô đây lại. Đây. Đây nó có hai cái lỗ, nói chung là cũng dễ lắm. Mình mua về mình nhìn là mình biết gắm ở đâu liền. Rồi kêu cái bụp là xong rồi đó, nhét cục pin này vô. Rồi đẩy cái nắp này lại. Đó. Đó, kêu cái cắt là ok, siết ốc lại. Ok. Rồi cái bánh xe mềm nha các bạn. Chạy là ok cha. Coi nè, để nó quẹo nè. Đó. Có lý. Đây. Nhìn chiếc xe đi các bạn. Streamer Racing. Đó.
nè, 5 chế độ. Đây là chế độ, ở đây là cái chỗ mà mình chỉnh chế độ đèn nè. Đó, đây, bấm cho các bạn coi nha. Đây, bấm nè. Khoan, đầu tiên là mình phải mở nó lên trước, mình đang off. Ở đây nó có 3 chế độ, đầu tiên là off. Cái ở giữa là mình mở nó lên nhưng mà không có cái chế độ mà phun khói ha. Còn đây là một cái nữa thì nó sẽ có cái phun khói nè. Đó, các bạn thấy nó phun khói không? Đó, thật ra là mình phải đổ nước vô nha, thì nó phun cái dạng giống như phun sương vậy, tay ướt nè. Nè, tay ướt nè, thấy không? Ok, rồi tắt nha. Để chế độ này. Đây là chế độ đèn đầu tiên. Đó, các bạn thấy không? Chớp đã không? Đó, bấm một cái nữa nè. Chuyển chế độ đèn. Đó, chế độ đèn này là chế độ đèn đứng, không có chớp gì hết. Bấm một cái nữa. Đó, chớp lìa lịa luôn. Đây là chế độ thứ 3. Đó, chế độ thứ 4, chế độ đèn thứ 4. Rồi, chế độ đèn thứ 5. Đó là nó đứng. Đó. Đó, 5 chế độ nha các bạn. Mình thích chế độ nào thì khi mà mình chạy á, mình đua, cái mình để chế độ đèn đó cho nó đẹp. Chơi buổi tối thì chiếc xe này rất là đẹp nha. Đó. Phía sau, khi mà mình mở chế độ mà có phun khói đó thì cái đèn phía sau đây nó sẽ sáng lên. Nè, mở cho các bạn coi nè. Đẩy lên nha. Đó, thấy chưa? Đó, nó có cái đèn này. Đó, còn ở đây nó có cái lỗ. Cái lỗ này ở đây là mình chế nước vô đây. Thì trong cái hộp này á, khi mà mình mua người ta sẽ có một cái cây dài để mà mình ấy nước vô, mình cho mình bỏ nước vô cái cây để mà mình chế nước vô. Nhưng mà Chloe nó chơi xong nó dục cái cây ra mất tiêu rồi. Và cho nên bây giờ cũng không có cần nữa. Cái mình có thể đưa vô cái vòi nước á, mình hứng cái nước vô nó chạy vô đèn, hồi khi nào nó đầy thì nó tràn ra cũng dễ lắm. Cái này cũng không có gì khó khăn. Rồi mình đổ nước đầy vô, xong cái bắt đầu mình chạy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó, màu đỏ. Còn cái xung quanh này á, là làm bằng nhựa. Nhựa nè. Nhựa mềm lắm, nhẹ lắm, chiếc xe nhẹ. Cho nên thiết kế nhẹ gọn cho nên xe nó chạy nhanh. Ok, xong chiếc màu đỏ. Tắt đi. Rồi, coi lại lần nữa nha các bạn. Đó. Đây. Rồi, bây giờ đến chiếc xe màu xanh nha. Chiếc xe màu xanh. Đây. À, đây là chiếc xe màu xanh. Rồi. Đây, robot màu xanh. Cái điều khiển ha. Mở lên. Đó, lên đèn. Đẹp chưa? Quá đẹp. Tắt. Rồi, cũng y như cái kia thôi. Mình coi chế độ đèn của cái xe này nha. Coi tổng quan xe màu xanh coi. Đó. Cũng không khác gì, chỉ khác cái màu thôi à. Ai thích màu gì thì mua màu đó. Đó. Coi thử cái đèn phía sau đây nó màu gì nha. Cái phun khói á. Phun sương, phun khói á. Đâu rồi? Đây. Đó. Đó, phun. Đó, bắt đầu phun ra đó. Ồ, thấy chưa? Đó, đã chưa? Rồi, giờ mình thử coi 5 chế độ đèn. Chế độ đèn thì nó cũng vậy thôi à. Cũng 5 chế độ như vậy, không có khác đâu. Đó, chế độ thứ nhất bấm cái. Chế độ thứ hai. Chế độ thứ ba. Đó, thứ tư. Thứ năm. Đó, là đứng ha. Rồi, cho nó chớp đi. Đó, chớp đã luôn. Đó, quá đẹp, quá đẹp. Đó, ai thích màu gì mua màu đó nha. Rồi, cũng mới trang chiếc xe kia thôi. Rồi, bây giờ mời các bạn theo Chloe mình ra một cái trung tâm thương mại, cái chỗ mà có cái nền gạch nó láng bóng á, chiếc xe này chạy nó sẽ mượt nha các bạn. Chứ mình chạy trên những cái mặt phẳng mà nó kho, nó gồ ghề thì xe chạy nó không có mượt, nó không có đã. Và cái ở đây là cái remote nè. Thì khi mà mình tại vì mình có hai chiếc cùng lúc cho nên khi mà mình mở á, mình phải mở một chiếc trước. Tức là khi chiếc kia nó bắt sóng xong xuôi hết rồi đó, tức là nó set up xong xuôi hết rồi đó, thì mình mới turn on tiếp một cái chiếc thứ hai lên thì nó mới bắt sóng được nha. Chứ mình mở hai chiếc lên cùng một lúc, tức là mình bấm lên khởi động hai chiếc cùng một lúc thì nó sẽ không có, nó bắt tần số nó bị sai. Và chiếc xe này cái khoảng cách từ cái điều khiển này cho đến cái xe này khi mà nó chạy đó là độ khoảng 20-30 mét à. Tức là
xa hơn nữa thì cái tần số này, cái sóng này nó sẽ bị mất sóng, cho nên mình sẽ điều khiển cái xe nó không có chạy được nha các bạn. Ok, rồi bây giờ mời các bạn theo chân Chloe mình đi đua xe nha. Rồi, Chloe màu đỏ phải không? Ok vậy. Rồi, vậy Cúc chơi màu xanh rồi, cho hai chiếc màu xanh màu đỏ đua nhau nha. Rồi, khởi động lên đi, turn on ở đâu? Hay quá, lên đèn luôn. Rồi, cái remote đâu, bấm lên đèn chưa? Rồi, chuẩn bị đua đúng không? Rồi, giữa hai em đỏ và xanh, rồi, bắt đầu. Tôi chạy đâu vậy? Xe lui màu đỏ, đúng rồi. Wow, có khói luôn nè. Chiếc màu xanh đâu rồi? Rồi, Cúc lái xe gì dở vậy Cúc? Nấp nữa, quay lái xe đâu.